vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Chấn động. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, may mắn gọi tên đúng 15 ngày tới, cụ thể là từ mai tới 15 tháng 7 âm lịch năm 2024. Tiền bạc tứ bề đổ về xối xả, cả nhà thỏa sức đếm tiền, phất lên giàu có sung túc cả đời. Quý vị thân mến, tuổi Ất Mão, đắc đảo chi miêu, mèo đắc đạo, mệnh đại khê thủy, nước dưới khe lớn. Người tuổi Ất Mão có thái độ sống ôn hòa, điềm đạm, ít khi mâu thuẫn với người khác. Bên cạnh đó, họ được mọi người quý mến bởi sự trung thực hiếm thấy. Người tuổi này không bao giờ có ý định dùng thủ đoạn hèn kém để tranh đoạt lợi ích. Đa số người tuổi Ất Mão có tinh thần hiếu học, có niềm đam mê sâu sắc với kiến thức. Họ là những người có tầm hiểu biết sâu rộng khiến người khác phải nể phục. Những người tuổi này sống nội tâm, thích hoài niệm quá khứ. Họ không thường xuyên chia sẻ tâm tư của mình với bạn bè và người thân. Họ dễ mũi lòng trước hoàn cảnh đáng thương của người khác, nên sẽ sẵn lòng ra tay giúp đỡ mà không hề toan tính. Người tuổi Ất Mão mệnh thủy, nên ý chí có phần ủy mị, yếu ớt. Họ dễ hài lòng với những thứ mình đang có, nên không có ý chí vươn lên để đạt được thành công lớn trong sự nghiệp, để gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc. Họ cần phải biết tự tạo động lực phấn đấu cho bản thân. Người tuổi Ất Mão thường đa sầu đa cảm. Họ cảm thấy người khác không hiểu mình, chỉ biết ngậm ngùi ôm nỗi lòng một mình gặm nhấm. Đặc biệt, nữ giới tuổi này lại càng là đại diện tiêu biểu khi yêu. Họ hay nghĩ ngợi, không biết đối phương có thực lòng yêu mình hay không, thường xuyên tự mâu thuẫn với chính mình. Thời tiết thay đổi cũng có thể khiến cho người này buồn vui bất chợt. Tâm trạng thất thường khiến mọi người không thể chiều theo ý của họ. Mỗi khi bực bội, họ hay cáu giận với người yêu, nhưng sau đó lại hối hận vô cùng. Mỗi khi làm gì sai, họ lại tự thấy day dứt không thể tha thứ được. Tính cách của tuổi Ất Mão khá phức tạp, khi nồng nhiệt sôi nổi, lúc lại trầm mặc u buồn. Người này thường thích sự cô độc, không ở những nơi náo nhiệt, cũng không giỏi chuyện xã giao. Họ hay ngồi một mình suy nghĩ, cũng ít khi nói chuyện, nên mọi người có cảm giác họ khá lạnh lùng, luôn tự thu mình vào một góc. Những người tuổi này rất đa nghi hay tưởng tượng không đâu. Họ luôn giữ khoảng cách với người khác, dù có thân thiết tới đâu cũng không bao giờ bộc bạch hết tâm tư với người lạ. Họ càng giữ rào chắn để bảo vệ mình. Chính vì thế mà người tuổi Ất Mão không có nhiều bạn bè, càng ít bạn tri kỷ. Họ có thể không có nhiều mối quan hệ, nhưng không bao giờ gây thù chuốc oán với ai dù trong bất cứ trường hợp nào. Họ cũng luôn giữ tâm lý bình tĩnh, không gây ra những hành động cực đoan. Những người xung quanh không mấy yêu quý nhưng cũng không ghét bỏ họ. Người tuổi Ất Mão rất yêu thiên nhiên, thích các hoạt động ngoài trời. Họ có thể một mình đắm chìm vào trong vẻ đẹp của thiên nhiên. Đây là người có tài năng thiên phú về nghệ thuật, đặc biệt là về lĩnh vực hội họa. Nếu có cơ hội phát triển về lĩnh vực này thì có thể đạt được những thành công vang dội, bề ngoài tạo cho người ta cảm giác khô khan nhạt nhẽo. Nhưng kỳ thực đây là người có nội tâm phong phú, có nhiều sở thích, là người theo chủ nghĩa lãng mạn, chỉ là họ không bộc lộ ra ngoài mà thôi. Người này cả đời sẽ được bình an, không phải trải qua nhiều sóng gió, vận trình bình ổn, tăng tiến chậm mà chắc. Nếu muốn có được hạnh phúc trong hôn nhân thì cần phải lựa chọn đối tượng cực kỳ cẩn thận. Tính cách nam mạng tuổi Ất Mão hiếu kính với cha mẹ, thân thiện. Với người thân yêu thì họ yêu thương hết lòng, là người chung thủy hiếm có. Vì thế những người này có tình duyên tốt và có sự nghiệp vẻ vang. Tính cách nữ mạng tuổi Ất Mão thì là người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái và có chút sự kiêu ngạo lạnh lùng. Họ khiến cho người khác bị ấn tượng bởi sự duyên dáng,
nhạy cảm và lãng mạn trong tình cảm, hòa đồng trong những mối quan hệ. Người tuổi Ất Mão hiếm khi có được cơ hội kiếm tiền mà nhiều người khác thường mơ ước. Họ không quá coi trọng bạc tiền nên không chú tâm vào những chuyện này. Tuy nhiên, là người biết suy tính nên họ thường sẽ không để bản thân lâm vào cảnh khánh kiệt hay phá sản. Cuộc sống của họ khá đơn điệu. Có lẽ do tính cách người tuổi Ất Mão nhóm này thích yên tĩnh và cô độc nên họ không muốn cuộc sống có quá nhiều thay đổi. Họ hài lòng với những gì mình có nên có phần đơn điệu và vô vị. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Trong nửa đầu tháng 7 âm lịch năm 2024, so với tử vi tháng trước, nửa đầu tháng này vận trình của tuổi Ất Mão kém sắc hơn. Nguyệt lệnh lâm đất khiến vận khí suy yếu, tinh thần làm việc xuống dốc, công việc kém thuận lợi, bản mệnh đối diện với không ít trở ngại, tài vận có phần giảm sút. Vận may tiền bạc của con giáp này trong tháng không nhiều, đừng trông chờ vào các trò may rủi. Chính tài đứng yên tại chỗ không có dấu hiệu tăng, thứ tài tuy có nhưng không nhiều, tiểu hao hung tinh có thể gây ra hiện tượng phá tài. Bạn nên chú ý cất giữ túi tiền cẩn thận. Phương diện tình cảm tháng này của tuổi Ất Mão gặp không ít trục trặc, vợ chồng vì con cái, chuyện tiền bạc mà quay sang cãi vã. Thiên hình hung tinh khiến bản mệnh thay tính đổi nết, ngày càng có xu hướng hà khắc hơn với đối phương, gây ức chế về mặt tình cảm, cảm xúc. Nửa đầu tháng 7 âm này, sức khỏe của bạn không quá lý tưởng trong tháng này. Chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến thể lực của con giáp này có dấu hiệu suy nhược. Bệnh vặt khó tránh, nhất là những bệnh do thay đổi thời tiết như cảm, sốt, ho. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong nửa đầu tháng 7 âm lịch năm 2024, nửa đầu tháng này, nguyệt lệnh lâm đất hao, báo hiệu vận khí của tuổi Ất Mão yếu ớt, ám tàn hung hiểm. Trong tháng công việc bất ổn, kém thuận lợi, đối diện với nhiều trợ lực và thách thức, bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu. Trong khi đó, tiểu nhân vây hãm tứ phía, tìm cách hãm hại vì ghen ăn tức ở với con giáp này, vận khí yếu, ý chí không mạnh, bạn rất dễ nản lòng hoặc bị khuất phục trước khó khăn. Tuổi Ất Mão làm việc cần tập trung tinh thần cao độ. Hơn nữa, đừng lơ là sao nhãng mà bị kẻ xấu cho vào bẫy, khiến cho mình thân bại danh liệt. Ngoài ra, tinh thần làm việc trong tháng của bạn giảm sút, thiếu ý tưởng sáng tạo, bế tắc trong cách điều hành là những vấn đề mà bản mệnh sẽ gặp phải. Hãy dành thời gian lên kế hoạch chi tiết cho lịch trình công việc. Bạn sẽ hạn chế phần nào tình trạng rối ren trên, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong nửa đầu tháng 7 âm lịch năm 2024, tài vận nửa đầu tháng 7 âm lịch này của tuổi Ất Mão không lý tưởng, chính tài hầu như đứng yên tại chỗ, không thấy bất cứ dấu hiệu tiến triển tích cực nào, thứ tài tuy có nhưng không nhiều. Kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ thì tạm ổn, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro. Tháng này, bản mệnh làm gì cũng phải biết lượng sức mình, đừng mơ tưởng hão huyền vượt quá khả năng rồi ngậm ngùi chuốc lấy thất bại. Làm việc trong khả năng cho phép, học cách từ chối khi được giao việc không phù hợp để tránh phạm sai lầm đáng tiếc, gây thiệt hại về tiền của. Lưu ý, tháng này tiểu hao hung tinh có thể gây ra hiện tượng phá tài. Con giáp này chú ý cất giữ túi tiền cẩn thận. Khi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận đề phòng kẻ trộm đột nhập, đồng thời hạn chế mang theo nhiều tiền mặt, đồ quý giá, kẻo sẽ trở thành nạn nhân cho những vụ cướp giật. Đặc biệt, tháng 7 âm lịch này lại là tháng cô hồn, có thờ có thiên, có kiêng có lành, bạn càng cần phải chú ý để tránh gặp phải những xui rủi không đáng có. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong nửa đầu tháng 7 âm lịch năm 2024, nửa đầu tháng này ảnh hưởng của thiên hình hung tinh, tuổi Ất Mão thay tính đổi nết, ngày càng có xu hướng hà khắc hơn với đối phương, gây ức chế, bí bách về mặt tình cảm, cảm xúc. Chuyện tình cảm trong nửa đầu tháng 7 âm lịch của bản mệnh chưa đâu vào đâu. Người độc thân tuy vượng đào hoa nhưng đa phần là đào hoa dữ,
rất dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối tối nằm không. Tình trạng này còn kéo dài nếu như bạn không thể hiện rõ thái độ dứt khoát của mình. Các cặp vợ chồng gặp không ít trục trặc về gia đạo, chuyện con cái hay khó khăn về tài chính. Vợ chồng vì con cái, chuyện tiền bạc mà quay sang cãi vã. Đây là vấn đề chung không của riêng ai, cũng không chỉ gia đình bạn mới mắc phải. Cái chính là đôi bên cần đưa ra phương án giải quyết hợp lý thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, đâu sẽ vào đó. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong nửa đầu tháng 7 âm lịch năm 2024, nửa đầu tháng này sức khỏe của tuổi Ất Mão không quá lý tưởng, chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, khiến thể lực của bản mệnh có dấu hiệu suy nhược, bệnh vặt khó tránh, nhất là những bệnh do thay đổi thời tiết như cảm sốt, ho, thiên hình hung tinh xuất hiện còn mang theo điểm báo về hỏa huyết quang, cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa, nữ mệnh cần chú ý các bệnh phụ khoa. Con giáp này cũng NG cần quan tâm tới sức khỏe của người thân trong gia đình mình, đặc biệt là người lớn tuổi. Nếu người lớn tuổi trong nhà có dấu hiệu khó chịu bất thường, bạn cần phải đưa đi khám sớm để kịp thời chữa trị, đề phòng bất chắc. Vấn đề về đường tiêu hóa của bạn trông cũng không thể chủ quan. Tuổi Ất Mão nên hạn chế ăn hàng quán, thay vào đó, bản mệnh nên xây dựng cho mình một thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học để giảm áp lực cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Về mặt phong thủy, phi tinh tháng này có nhị hắc hung tinh bay vào chung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà mang theo trường khí hỗn loạn, gây hại cho sức khỏe. Khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thường xuyên. Nếu có thể, bạn hãy đặt một chiếc hồ lô phong thủy ở đó để giải trừ nguồn năng lượng xấu, hóa giải tai ách gặp phải. Sau đây là tử vi 2 tuần đầu của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong nửa đầu tháng 7 âm lịch năm 2024. Quý vị khán giả đang xem video với nội dung chấn động. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, may mắn gọi tên đúng 15 ngày tới, cụ thể là từ mai tới 15 tháng 7 âm lịch năm 2024, tiền bạc tứ bề đổ về xối xả, cả nhà thỏa sức đếm tiền, phất lên giàu có sung túc cả đời. Xem tử vi tuần 1 tháng 7 âm lịch năm 2024, tuần này do có hung tinh chủ hao tài là đại hao chiếu mệnh, tuổi Ất Mão mang theo nhiều nỗi lo về mặt tài chính, thời điểm này không thích hợp để bạn đầu tư. Càng là dự án lớn càng phải được xem xét cẩn thận, kẻo vấn đề vượt ngoài tầm với, chẳng những tài chính, đường công danh sự nghiệp của con giáp này trong tuần cũng có dấu hiệu bất ổn. Ngay từ đầu tuần, bản mệnh đã có dấu hiệu làm việc chảnh mảng, đầu óc mãi nghĩ đi đâu nên có thể gây ra một vài sai sót. Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình lại càng tốt lên. Có thể thấy, sau những chệch choạc ban đầu, bạn đã ý thức được vấn đề mình gặp phải và có sự điều chỉnh kịp thời. Công việc nhờ vậy cũng lấy lại được phong độ vốn có, không bị ảnh hưởng quá lớn. Phương diện tình cảm của tuổi Ất Mão tuần này có đôi chút nhạt nhòa. Bạn nên cùng người ấy đi du lịch hoặc làm vài điều lãng mạn để hâm nóng tình cảm, trước khi khoảng cách ngày càng lớn sẽ phá hủy tình cảm của hai người. Người độc thân tuần này, vì muốn đầu tư thêm thời gian và công sức cho công việc, nên không mảy may nghĩ đến chuyện tình cảm. Xem tử vi tuần 2 tháng 7 âm lịch năm 2024, tuần này, tuổi Ất Mão sẽ có những ngày khá dễ thở, khi mà vận may về sự nghiệp của bạn đang kéo tới. Nếu muốn đạt thành tích trong công việc vào tuần này thì bản mệnh nên chủ động và năng nổ hơn. Ngay từ đầu tuần, đã có ấn quan hậu thuẫn. Về cơ bản thì công việc của con giáp này vẫn đang tiến triển khá tốt. Bạn thể hiện mình là người có trách nhiệm và có năng lực thực sự xứng đáng với những vị trí cao hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần cải thiện kỹ năng làm việc nhóm để quá trình diễn ra suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, tài lộc tuần này của tuổi Ất Mão lại không được may mắn cho lắm. Chịu tác động từ tiểu hao, công cuộc kiếm tiền của bạn bất thuận, rất khó đạt được mức thu nhập như mong muốn. Chẳng những vậy, con giáp này còn tiêu xài có phần quá trớn,
khiến cho tài khí hao tổn khá nặng. Đường tình duyên của bản mệnh tuần này cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên, cả hai đều đang bận rộn cho sự nghiệp mà ít có thời gian ở bên nhau. Hãy tìm cách hâm nóng tình cảm nhé. Người độc thân tuần này có thể gặp được ý trung nhân của mình nên mở lòng ra nhiều hơn, đừng rụt rè quá. Tiếp theo là cầm nang vượng vận cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong nửa đầu tháng 7 âm lịch năm 2024. Khẩu quyết, vận trình kém sắc, tài vận có phần giảm sút, cần quản chặt túi tiền kẻo thiệt hại về tiền của quý nhân, tuổi Tý, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. Con số may mắn, 37, 22 và 39. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong nửa đầu tháng 7 âm lịch năm 2024 cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975, ngày mùng 5 tháng 7 âm, rất thích hợp cho việc thu về các khoản nợ động, đàm phán các vấn đề về tiền bạc. Người làm dịch vụ có thể sẽ nhận được những khoản hoa hồng trong ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 7 âm. Công việc có nhìn tiến triển thuận lợi, bạn đạt được sự đồng thuận trong tập thể, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp và cấp trên tạo điều kiện. Những ý kiến đưa ra của con giáp này rất dễ được ghi nhận và thông qua, vì vậy bạn phải nắm bắt cơ hội thể hiện bản thân và theo đuổi mục tiêu. Ngày mùng 7 tháng 7 âm, ngày vượng tài vượng lộc, các kế hoạch tài chính có khởi sắc rực rỡ, việc đầu tư kinh doanh đều có thu hoạch khả quan. Nguồn thu tăng lên thấy rõ, ngày 15 tháng 7 âm, sự nghiệp khởi sắc là một ngày tràn đầy hy vọng. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn nên hãy tự tin phát huy mạnh mẽ hơn nữa nhé. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Ất Mão với tuổi Tý. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Ất Mão và tuổi Tý sẽ kết hợp rất hiệu quả với nhau. Nếu có tranh cãi thì luôn luôn bắt đầu từ tuổi Tý, rồi mọi chuyện lại ổn thỏa vì tuổi Ất Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Tý tỏ ra không biết điều. Tuổi Tý hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Ất Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Ất Mão với tuổi Sửu. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Sửu là động lực cho người tuổi Ất Mão tiến lên phía trước, chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, tuổi Ất Mão mang một luồng gió mới mẻ, thú vị vào trong cuộc đời bình lặng của tuổi Sửu. Họ giúp đỡ nhau trong công việc và cùng nhau phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành công. Tuổi Ất Mão với tuổi Dần. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Ất Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Dần và sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Ất Mão với tuổi Ất Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai người tuổi Ất Mão kết hợp khá ăn ý với nhau. Văn phòng nơi họ làm việc cùng nhau sẽ được trang trí mang tính nghệ thuật và giống một ngôi nhà hơn là họ sẽ mang không khí nghệ thuật đến nơi làm việc hơn là sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là hai tuổi Ất Mão phải cùng đảm bảo được lợi ích kinh doanh, cẩn thận tính toán đến các yếu tố kinh doanh và tài chính. Nếu tự bản thân không đảm nhiệm được điều đó thì rất cần đến những người tin cậy đảm nhiệm thay mình. Tuổi Ất Mão với tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt. Với điều kiện cả hai cùng chung sức chung lòng, tuổi Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính. Còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức, nhưng tuổi Thìn vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo. Điều này, tuổi Ất Mão hoàn toàn hài lòng. Tuổi Ất Mão với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó,
tuổi Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, tuổi Ất Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính, tuổi Ất Mão với tuổi Ngọ. Nếu hợp tác làm ăn, hai tuổi này có lẽ cần một sứ giả trung gian để duy trì mọi việc tốt đẹp. Chăm chỉ và quyết đoán là đặc tính của người tuổi Ngọ, nhưng họ vẫn bị hạn chế bởi tính tự do của mình. Họ không thể tập trung làm một việc mãi mà không ngó nghiêng đây đó. Tuy nhiên, người tuổi Ất Mão không đủ sức để kiềm chân tuổi Ngọ, tuổi Ất Mão với tuổi Mùi, hợp tác thực sự thành công. Người tuổi Ất Mão có khả năng khiến người tuổi Mùi tập trung công tác, mà người tuổi Ất Mão lại trí tuệ sâu sắc, có những cái nhìn đúng đắn, đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, sự nghiệp đi lên rất nhanh chóng. Mão với tuổi Thân, khi là đối tác kinh doanh, tuổi Ất Mão và tuổi Thân cần phối hợp thật nhịp nhàng để công việc của họ không bị đổ bể. Tuổi Ất Mão không nên đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến tài chính và tuổi Thân cũng vậy, bởi người tuổi Thân chi tiêu khá mạnh tay và khó có thể được tiền. Tốt nhất, tuổi Thân sẽ là người ở tiền tuyến, đảm nhận trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp gỡ đối tác, khách hàng và tuổi Mão sẽ chăm lo việc hậu phương để hỗ trợ cho tuổi Thân. Còn tài chính chắc hẳn cần nhờ tới một nhân vật thứ ba đảm đương để công việc kinh doanh phát triển đi lên, tuổi Ất Mão với tuổi Dậu. Trong kinh doanh, tuổi Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Ất Mão, vì người tuổi Dậu cho rằng người tuổi Ất Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Dậu sẽ là người chủ động việc công việc tại cơ quan, còn tuổi Ất Mão thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của tuổi Dậu. Tuổi Ất Mão với tuổi Tuất, Mão với tuổi Tuất, khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của tuổi Ất Mão sẽ khiến tuổi Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, tuổi Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên, tuổi Ất Mão với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và tuổi Ất Mão sẽ gửi trọn niềm tin đối cho tuổi Hợi. Tuổi Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của tuổi Ất Mão và hai con giáp cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Quý vị thân mến, ở nước ta, việc cúng cô hồn tháng 7 được xem là một tín ngưỡng tâm linh đã có từ rất lâu đời. Lễ cúng này là để những oan hồn vong linh đã khuất trở về dương gian thăm gia đình. Vậy cúng cô hồn tháng 7 vào ngày nào là chuẩn nhất? Một lễ cúng cô hồn tháng 7, với người Việt, ngoại trừ tháng Chạp là tháng cuối năm, kết thúc năm cũ chuyển giao năm mới, có dịp Tết Nguyên Đán cực kỳ quan trọng, thì tháng 7 âm lịch là tháng có ý nghĩa tâm linh bậc nhất. Tháng 7 tháng của ân tịch, tháng của liên tiếp những dịp lễ lớn bao gồm cúng cô hồn xá tội vong nhân, lễ vu lan báo hiếu và lễ thất tịch, lễ tình nhân phương đông, lễ thất tịch. Ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau thường chỉ được nhắc tới như một câu chuyện đẹp về tình yêu. Người Việt không coi trọng hay tổ chức lễ này. Riêng lễ cúng cô hồn và lễ vu lan báo hiếu thì được coi trọng là dịp lễ có ý nghĩa truyền thống và tuyệt đối không thể bỏ qua. Cúng cô hồn là dịp lễ cúng chúng sinh, thí thực và tiếp tế vật dụng cho những cô hồn giả quỳ lang thang không nơi nương tựa. Tháng 7 lịch âm mở cửa địa ngục những linh hồn được về dương gian duy nhất một lần trong năm, nên cúng để chúng không quấy nhiễu tới những người đang sống. Mặt khác, cầu siêu với hy vọng cô hồn sẽ sớm được siêu thoát đầu thai kiếp khác giải thoát đọa đày. Do cô hồn có xấu có tốt, có ma có quỷ, nên việc cúng cô hồn không hề đơn giản, không thể qua loa đại khái. Bởi nếu không may gặp cô hồn xấu, cúng sai cách thì mời về được nhưng không tiễn đi được. Chúng sẽ ở lại quấy nhiễu và làm phiền hà tới gia chủ. Hai, có cần cúng cô hồn vào chính rằm tháng 7 hay không? Cúng cô hồn tháng 7 vào ngày nào chuẩn nhất? Cúng cô hồn tháng 7 vào ngày nào luôn là thắc mắc của nhiều người. Theo truyền thuyết dân gian, quỷ môn được ra từ ngày mùng 2 tới ngày 15 tháng 7 âm lịch. Đây là khoảng thời gian trên dương gian có nhiều cô hồn giả quỷ nhất. Từ 12 giờ đêm ngày 15 tháng 7 âm lịch,
cửa địa ngục sẽ đóng và cô hồn buộc phải quay về lại nơi trốn mình thuộc về. Vì vậy, nên có hai luồng ý kiến khác nhau về thời điểm tổ chức lễ cúng cô hồn. Một mặt có người cho rằng có thể cúng cô hồn từ ngày mùng 2 tới ngày 15 tháng 7 âm lịch, vì lúc này cô hồn đã vào dương gian, cúng lễ thì chúng sẽ nhận được. Cũng có ý kiến lại tin tưởng nhất định cúng cô hồn phải vào đúng ngày rằm mới là chuẩn. Cúng cô hồn tháng 7 vào buổi nào trong ngày, khi sắm lễ cúng rằm tháng 7 tại nhà và tại chùa đúng cách được khuyên, nên cúng vào buổi chiều tối hoặc tối hẳn. Thực chất, lễ cúng cồn hiện nay không chỉ cúng chúng sinh mà còn cúng lễ ra tiên, không chỉ giúp những vong hồn vất vưởng có thêm chút đồ lễ, mà con cháu cũng muốn gửi cho ông bà tổ tiên nhà mình đồ cúng để đủ đầy hơn. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh, cúng cô hồn tháng 7 là tục truyền miệng, không có bất cứ một quy tắc hay nghi lễ chính thức nào, nên có rất nhiều dị bàn. Thông thường, quan niệm dân gian là cúng lễ tổ tiên vào trước ngày rằm, vì dịp này vong hồn nhiều, nhiều vong không nơi nương tựa. Không được gia đình cúng tiến sẽ cướp mất đồ lễ của gia tiên nhà mình, cúng trước và ghi rõ tên tuổi vào đủ lễ để ông bà nhận được đồ của con cháu. Ngày rằm là ngày có đông cô hồn giả quỷ, nhất là đại lễ xá tội vong nhân. Chúng sinh đông đảo tổ chức cúng cô hồn là hợp nhất. Cúng cô hồn nên cúng vào chiều hoặc tối. Lúc này ánh sáng mặt trời yếu ớt hơn, linh hồn dễ nhận được đồ lễ hơn. Lưu ý phải cúng trước 12 giờ đêm, vì sau đó cô hồn đã quay về địa ngục. Nếu chiếu theo quan niệm này thì tháng 7 phải cúng thành hai lễ, một ngày cúng gia tiên, một ngày cúng chúng sinh. Hiện nay, để tiện lợi, hầu hết các gia đình đều tổ chức cúng một ngày, cúng gia tiên trước, cúng chúng sinh sau. Vậy thì nên chọn ngày nào để cúng cô hồn tháng 7? Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Sinh nhấn mạnh rằng, lễ này tùy tâm, là dịp thể hiện sự hướng thiện, lòng thảo thơm, giúp đỡ người khốn khó, đồng thời tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên là chính. Vì vậy, hình thức chỉ cần không quá sai sót, còn lại nhất tâm thành kính. Mọi lễ đều thông, cũng vào ngày rằm tháng 7 là tốt nhất, chính lễ nhất. Nhưng nếu không có điều kiện thì từ mùng 10 tới 15 tháng 7 âm lịch chính là thời điểm thích hợp để cúng cô hồn. Mọi nhà nên tùy vào và khả năng của mình mà tiến hành, không nên quá câu lệ. Quý vị thân mến, có nhiều người băn khoăn nếu không cúng cô hồn dịp rằm tháng 7 có được không? Vì đối với họ chỉ cần tấm lòng thành hướng tới họ là đủ, vì sợ nếu làm không đúng cũng có thể gây ra những tác hại không đáng. Tục cúng cô hồn, cứ đến rằm tháng 7, theo phong tục của người Việt, chúng ta thường thực hiện nghi lễ cúng lễ xá tội vong nhân. Vào dịp này gia đình nào cũng bày một mâm cúng vào buổi chiều muộn để cho những vong hồn còn lang bạc nơi trần gian chưa về được với cõi âm sẽ được bắt cầu siêu độ. Mâm cúng tùy vào từng gia đình sắm sửa, nhưng thường gồm vàng mã và đồ chay hoặc hoa quả. Ngoài ra còn có nhiều bỗng ngô, ngô luộc, sắn luộc, kẹo bánh, gạo, muối, nước, mía và không thể thiếu món cháo loãng. Cháo loãng là món đặc biệt không thể thiếu vì người ta tin rằng món này dành cho những linh hồn bị đày đọa, phải mang một thực quản nhỏ hẹp, không thể nuốt được thức ăn thông thường. Các món bỗng nẻ, khoai, sắn, ngô, kẹo, bánh sữa, bim bim được coi là để cúng các thai nhi, em bé bị mẹ bỏ rơi. Muối và gạo sau khi cúng xong phải rải xuống đường mang ý nghĩa tiễn cô hồn đi. Chúng ta quan niệm rằng, việc cúng cô hồn có thể là một hành vi mang tính nhân đạo, bày tỏ tấm lòng thương xót của mình với những linh hồn khốn khổ, nhưng đồng thời mong các cô hồn được ăn, không quấy phá hoặc làm ảnh hưởng tới cuộc sống của gia chủ. Với những người đang kinh doanh, họ cúng cô hồn nhiều lần trong năm, thường vào các ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch mỗi tháng. Trong các dịp cúng giỗ, ngoài cúng vái tổ tiên, người ta còn làm một mâm cỗ để cúng cô hồn. Không cúng cô hồn dịp rằm tháng 7 có được không? Nhiều người gọi rằm tháng 7 theo lịch âm là Tết Quỷ, nhưng thật ra khái niệm này xuất phát ở Trung Quốc. Trong dân gian, người Việt gọi đây là dịp địa quan xá tội hay xá tội vong nhân. Việc cúng cô hồn được truyền miệng từ đời này sang đời khác và chúng ta thường làm như một thói quen.
Nhưng bên cạnh đó không có ít người phân vân là liệu không cúng cô hồn dịp rằm tháng 7 có được không? Vì đối với họ chỉ cần hướng tâm và có lòng thành là đủ, không phải thực hiện các nghi lễ hay cúng đơn. Trả lời về vấn đề này, Sư Thầy Thích Diệu Nhã, Chùa Linh Sơn, Thanh Nhàn, Hà Nội cho biết, trước hết phải khẳng định, việc cúng cô hồn hay vong linh là tùy vào cái tâm, vào việc làm phúc của mỗi gia chủ. Hoàn toàn không có việc bắt buộc phải cúng cô hồn hay các vong linh vào mỗi dịp rằm tháng 7 hàng năm. Nếu gia đình nào biết cách làm lễ cúng này thì sẽ rất có lợi cho gia chủ đó. Còn nếu không biết cách làm thì có thể đăng ký nhờ nhà chùa sắm lễ vật hoặc tự mang lễ vật đến nhà chùa. Việc cúng lễ cô hồn có hai hình thức, một là tại nhà, hai là tại chùa. Nếu thực hiện nghi lễ cúng cô hồn tại nhà, bạn có thể thì thầm khấn vái với nội dung, mời các cô hồn thụ hưởng các món cúng. Đôi khi người ta đọc một bài văn tế cô hồn, trong đó có thể miêu tả các cái chết thảm khốc. Bài văn tế nổi tiếng nhất có lẽ là bài văn tế thập loại chúng sinh của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Nhiều bài tế cô hồn phóng tác dựa theo tác phẩm này với nội dung phù hợp với hoàn cảnh của địa phương nơi cúng. Đa số chúng ta thường nghĩ mâm cao, cổ đầy với heo quay, vịt luộc sẽ thể hiện lòng thành. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Đồ mặn chỉ khiến các cô hồn còn sân hận và luyến tiếc dương thế, khó có cơ hội siêu thoát. Do đó, mâm cúng cô hồn nên là đồ chay để các cô hồn dễ siêu thoát hơn. Bên cạnh đó, khi cúng không nên cầu xin gì mà chỉ thành tâm gửi hương hoa trả quả lấy lộc cho các cô hồn. Cũng theo Sư Thầy Thích Diệu Nhã, nếu gia chủ nào không biết cách làm tại nhà, cũng không nhờ nhà chùa thì không nên làm lễ cúng này. Vì nếu không biết cách tiễn các cô hồn, vong linh về quái âm, các vong linh sẽ quanh quẩn trên cõi trần khuấy đảo gia chủ. Các gia đình nên coi như đây là dịp cúng bái tưởng nhớ đến tổ tiên, tích cực làm việc thiện chứ không nên sa đà, hoang phí đốt vàng mã, mâm cao cổ đầy. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Chấn động. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, may mắn gọi tên, đúng 15 ngày tới, cụ thể là từ mai tới 15 tháng 7 âm lịch năm 2024, tiền bạc tứ bề đổ về xối xả, cả nhà thỏa sức đếm tiền, phất lên giàu có sung túc cả đời. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.